Ôi là trời, từ hôm bữa tới giờ lướt trên mạng thấy gì đâu mà chà chanh giả tay gì quá trời luôn. Nói về mấy cái chen này hả thì làm sao mà thiếu quán tôi được. Bữa nay là nguyên liệu và dụng cụ được về đầy đủ hết trơn rồi đó, chuẩn bị chiến nè. Mấy ông mấy bà nào mà đang ở Mỹ luôn đó thì chuẩn bị bắt cái chen này với tôi nghe. Sao xem trên mạng thì cũng có nhiều bạn nói đây là chanh giấy, rồi cũng có nhiều bạn nói là chanh nước hoa. Ở đây ai mà biết chính xác cái loại chanh này thì vô comment cho tôi biết nha. Bữa nay là chỉ mới làm cho tôi với lại mấy khứa nhân viên uống thử, còn cái ngày mà chính thức mở bán thì mọi người nhớ xem hết clip. Bữa giờ thì cũng thấy nhiều rồi mà bữa nay mới trải nghiệm thử nè. Không biết có giục cái nách qua bên không? Ta nói ha, cái bữa mà mở bán đó, ngày dầm cỡ 100 ly chắc thay cái nách mới. Xem mấy bạn comment nói uống cái này không biết có đắng không thì bữa nay trải nghiệm rồi mới biết nha. Sau khi mà làm hoàn thiện xong rồi thì tôi uống thử vô nó không có vị đắng, đặc biệt là trái chanh mà tự nhiên nó có thơm một tí xíu của mùi xả nữa. Còn ví dụ là mình mua về để lâu uống vô nó có bị đắng không thì tôi chưa có thử. Mấy bạn mà muốn uống ngon nhất, thơm nhất thì uống liền tại chỗ đi. Rồi thì sẵn đây thì tôi cũng sẽ bật mí là 20 tháng 11 này thì quán tôi sẽ